Hi, xin chào mừng tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là gà con Liêu Mobile. Và ở các clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để thử những con tướng hiếm như là Airy hay Ngộ Không, hay là bất kể những con tướng nào khác mà các bạn muốn thử. Đấy. Thì nghe đến cái đoạn này thì các bạn sẽ chắc là nghĩ là thằng này phát. Đấy. Nghe có vẻ vô lý nha, nghe lâu lâu cũng thấy vô lý nha. Nhưng mà không, cái điều này là hoàn toàn có thật các bạn. Nó update mà mình lâu rồi mình mới vô chơi nên mình mới biết đây thôi. Đấy. Và cái thời gian thử là 2 ngày nha. Và các bạn chỉ được đánh thương thôi chứ không được đánh hàng đâu, mà ham hố làm gì. Rồi ok. Đầu tiên các bạn vào mục tướng nha. Đấy, bên tay trái. Rồi, các bạn kéo xuống gợi ý của tôi. Đấy. Và đây là những cái con tướng mà cũng tùy rồi các bạn. Tùy nick có, nick mình thì mới vô là nó xuất hiện bao nhiêu con tướng này. Đấy, và các bạn như muốn cho Batman nè, đó có nè. Rồi các bạn muốn cho Airy hay Ngộ Không thì các bạn bấm vào làm mới nha, làm mới bên tay phải của mình nè. Đấy, bấm vào làm mới. Rồi Airy là cần chiến nè. Airy là cần chiến. Airy là sát thủ nha các bạn nha. Đấy. Và bấm vào du kích nè. Du kích. Đấy. Và đấy. Và Ngộ Không và Airy là chung luôn nha. Ngộ Không và Airy là chung cái vừa rồi mình chọn ấy. Các bạn muốn thử con Ngộ Không hay là con Airy thì các bạn chỉ việc bấm vào như thế thôi. Và các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ bắt đầu trải nghiệm ấy. Đấy. Bấm vào cái bắt đầu trải nghiệm là... Để mình bấm thử cho. Và nó sẽ đưa các bạn đến cái gọi là đánh máy các bạn. Ở đây thì nó cho mình test cái kỹ năng ấy mà, để tí ra đánh thương thì nó dễ hơn. Nó cũng giống giao diện luyện tập các bạn ơi. Và sau khi các bạn đánh máy xong thì các bạn có thể được đánh thương nhá. Và chỉ được đánh thương thôi các bạn, tại vì thử mà cho nên là không được đánh hàng đâu, đừng có ham hố làm gì nhá. Đấy, đây, tưởng ai đây rồi. Và sau khi các bạn thoát ra thì các bạn có thể đánh thương trong vòng 2 ngày nhá. Và cái thời gian thử thì cái thời gian mà các bạn có thể thuê được bao nhiêu ngày ấy? Ý mình nói cái gì ta? Ngân, các bạn có thể được thuê được bao nhiêu lần ấy thì mình không biết, tại vì mình mới vô mà. Mình mới vô Liên Quân mình chơi thôi. Xong đi dạo một vòng quanh tự nhiên thấy cái này cho nên làm clip cho các bạn xem luôn. Lấy một mạng rồi đi ra nhá. Ngu người nha. Rồi ok. Mình thoát ra thôi. Rồi thoát mà vẫn queen. Và sau khi các bạn thoát ra thì các bạn có thể đấy, hàng thử nghiệm Airy 2 ngày của bạn đã mở. Rồi các bạn vào đánh thương là nó sẽ tự động hiện ra con tướng Airy là đang thử nha. Và nó có trong vòng 2 ngày. Đấy, các bạn tận dụng thời cơ đó mà chơi nhiều vào. Rồi ok, clip mình có gì đến đây thôi. Các bạn hay thì nhớ like, share, comment trên phía dưới nha. Đừng quên đăng ký kênh. Bye.